Xin chào các quý vị khán giả. Hôm nay tại shop Audio Thiên Hà, vâng, lại có một chương trình khuyến mại rất đặc biệt để dành cho các bạn yêu những dòng Bowen Kim đến từ Anh Quốc. Và hôm nay tôi sẽ xin được khui thùng dòng loa Bowen Kim 704S2 này. Và sau đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu xem cái gói combo này thì có những được lợi gì cho các bạn. Và đó là một điều đem lại rất là thích thú khi được quay dòng này. Đầu tiên thì tôi xin được bóc thùng. Tôi đã bóc được một nửa trước đây rồi. Và các bạn luôn nên nhớ với những phép như thế này thì các bạn luôn đóng gói và cho vào vệ sinh cẩn thận. Vì những cái này thì nó rất là nguy hiểm. Và nó là cái... Đó, các bạn thấy với những cái công nghệ đóng gói rất là cẩn thận thế này thì khi mình vận chuyển đi xa này thì mình rất yên tâm. Và vòng Bowen Kim này thì hiện tại với dòng CD8 thì sản xuất tại Anh Quốc, nhưng mà do công nghiệp hóa toàn cầu thì dòng Bowen Kim CD7 này thì đã được các kỹ sư của Anh thiết kế và được sản xuất ở một nước thứ ba. Nhưng mà chất lượng thì lúc nào cũng vẫn giữ được cái sự đảm bảo chất lượng của dòng Bowen Kim này. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin được rạch thùng. Đó, các bạn khi tháo ra thì sẽ thấy đây là một cái đế. Đó. Chúng là cũng rất là nghệ thuật và đẹp. Và một chút nữa thôi thì tôi sẽ đưa dòng sản phẩm này vào. Còn trên này đây là một quyển catalog giới thiệu dòng CD7. Đây là bộ chân côn. Và đây là những rác của ốc. Và với loa, những đôi loa để gần tường thì các bạn luôn nhớ đưa cục mút đằng xốp này vào để giảm bớt tiếng ồn, và vì khi nó bị dội âm ngược lại về phần đằng sau thì hãng cũng đã rất chú trọng về cả cái mảng sản phẩm này. Vâng, đây là những công đoạn cuối cùng khi tôi dỡ thùng và ráp lại các thiết bị với nhau. Và các bạn luôn nên nhớ đây là những cái màu sơn như là gold black, tức là những cái màu sơn đen phủ piano này thì nó rất là nhạy cảm với các cái va chạm. Thì nên khi các bạn làm, các bạn cố gắng giữ được trên cái mặt thảm để làm sao mà khi mình luôn giữ được cái sản phẩm này cho nó có chất lượng tốt nhất. Còn bây giờ thì tôi sẽ xin lật. Vâng, với một đôi loa có trọng lượng lên tầm khoảng hai mấy cân thì tôi nghĩ với sức mình thì cũng không vấn đề gì lắm đấy. Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa dòng sản phẩm này vào vị trí setup và tôi sẽ mất tầm khoảng nửa tiếng để cân chỉnh loa làm sao cho nó phù hợp cùng kết hợp cùng hệ thống dây dẫn của âm ly. Xin các bạn vui lòng đợi tôi trong một vài phút. Vâng, hôm nay có một tin vui cho tất cả các audiophile. Đó là shop Thiên Hà đang có một cái cấu hình đặc biệt với một cái giá đặc biệt để dành cho các bạn. Đầu tiên đó là đôi loa 704S2 đến từ Anh Quốc. Và dòng này thì là đây là phiên bản dòng 2 của dòng CD7. Tức là trên đó thì có cái dòng CD8 và dưới đây là dòng CD7. Và dòng này thì nó được ứng dụng rất là nhiều các cái công nghệ từ dòng CD8 xuống. Và dòng loa này thì có cái giá là 72.800.000. Còn quay lại một hệ thống phối ghép cùng với cả đôi loa này thì đó chính là một chiếc âm ly Rotel 1592 đến từ Anh Quốc. Và chiếc âm ly này thì có cái giá là 58.700.000, tổng bị chi hai sản bộ sản phẩm này là hơn 130 triệu. Nhưng hiện tại Thiên Hà đang để cho một cái giá rất tốt và đặc biệt dành cho các bạn, đó chính là 97 triệu. Còn bây giờ tôi sẽ đi từng sản phẩm. Đầu tiên tôi muốn nói đến dòng 704S2 này, đây là một phiên bản mới hoàn toàn. Và qua cái màu sơn Black Rose thì các bạn đã thấy là cái sự sang trọng của dòng loa này. Với cấu trúc loa này thì có thể để ở trong các chung cư cao cấp cũng như phòng nghe nhạc diện tích tầm 25m đổ lại, thì tôi nghĩ đây là một tối ưu
cho lượng dịch chuyển không khí cũng như là nhạc phát ra thì nó rất là hay. Và dòng này thì nó được cải tiến mới hoàn toàn. Bây giờ tôi muốn đi từ trên cái loa chép này. Chép này hoàn toàn trước đây của dòng BW này thì nó là chép bằng alu nhôm, nhưng hiện tại giờ người ta đã chuyển sang làm chép carbon để người ta làm giảm cái độ sắc của cái dải âm thanh xuống ở dải cao, và người ta sẽ đưa cái âm thanh cho nó có cái sự trung thực hơn, âm thanh nghe êm hơn, dễ chịu hơn, lan tỏa hơn. Đó chính là một cái chép rất mới của dòng này. Còn dải âm trung với diện với đường kính lên tới 13 cm, và âm trung này thì cũng lấy hoàn toàn như chất liệu công nghệ giống như là của bên dòng CD8. Và cái dòng này thì là nó sẽ làm cái công nghệ này nó thay cho sợi cáp van trước đây, tức là nó sẽ nhẹ hơn nhưng mà độ cứng hơn và độ linh hoạt hơn thì rất là tốt. Và dòng này thì nó có một cái điểm xuyến của một cái màng thép trắng này trông rất là nhẹ nhàng, và tôi ấn thử để các bạn nhìn thấy xem. Đó, độ dịch chuyển, và cái hai là cái lòng của loa là nó rất là sâu, nó tạo được cái độ lan tỏa của âm thanh khi mình sử dụng cái dải âm trung. Đó là một thế mạnh rất mạnh của dòng BW. Còn dải trầm thì người ta vẫn ứng dụng theo một cái công nghệ là Aerofoil, tức là đây là một công nghệ, tức là màng loa cũng là 13 phân nhưng mà làm trông có cái sự cách điệu. Và với loa trung ở trên thì là khi người ta làm chườm hết cả cái phần gân ra ngoài, nhưng ở vừa dưới loa trầm ở dưới thì người ta có hai phụt nhuốn như này để tạo được cái dải trầm xuống tương đối là sâu. Nhưng mà trên thực tế tôi nghe thấy thì tôi thấy là cái khuyến cáo của hãng chỉ xuống dưới 45 Hz, nhưng mà tôi nghĩ nếu mà một đôi loa trầm kép như này thì chắc chắn nó sẽ xuống sâu hơn. Và tôi cũng chưa lấy thử máy đo, nhưng mà tôi có cảm giác với cái đôi tai của mình thì tôi thấy rất ấn tượng với cái dải trầm này. Và dòng loa này thì nó có thể đánh theo định dạng BY được, ta đánh 4 cọc được. Và đằng sau thì có lỗ thoát hơi ngay ở phía dưới này đây, thì các bạn luôn lên nhớ nếu để gần tường, cách tường tầm khoảng 15-20 cm thì các bạn lên cho cái cục bút bông mà tôi giới thiệu các bạn vào để giảm cái độ ồn đi. Và với một đôi loa cây nhỏ cột mà trông rất là xinh xắn mà sang trọng thế này thì đây là một cái điểm nhấn của trong hệ thống của bộ dàn. Còn với về trong nhà thì các bạn phải luôn nhớ là khi kê thì sẽ kê lên chân côn lên để tạo được cái tiếng trầm nó xuống sẽ tròn và hay hơn hiện tại shop đang đánh như này. Vì hệ thống này chúng tôi là để trên thảm nên chúng tôi cũng không thiết kế về dạng chân côn để vào đây. Đó là những điều mà tôi muốn nói về đôi loa này. Và đôi loa này thì có một cái trở kháng danh định rất là cao và dễ đánh, tức là sử dụng cái âm đi, chỉ cần cái âm sắc nó hay và nó có đủ lực thì đã ra. Và hôm nay tôi quay lại dòng âm đi Rotel 1592. Đây là một dòng đến từ Anh Quốc và cũng được rất nhiều người châu Âu thích cái dòng này, là vì dòng này nó có một cái âm ly, tức là nó vừa là âm đi stereo hai kênh nhưng mà ngược lại nó lại có thêm một bộ giải mã DAC của AKM rất là cao cấp, nên mình có thể chơi theo một cái định dạng nữa là định dạng bắt Bluetooth. Tức là nó cũng rất tiện cho người chơi là có thêm một định dạng nhạc số để các bạn chọn. Và các bạn có nhiều cổng chơi nữa là optical. Và đây là những cổng vào của chiếc âm ly này. Đầu tiên thì phải nói đến dòng phono. Đó. Và các cổng vào là cổng CD, cổng AX, cổng tuner, rồi cổng USB. Dưới đây thì cổng Bluetooth và cốt xian. Và nhiều cổng định, nhiều định dạng vào để cho các bạn chọn, để khi mình thích tương thích với loại định dạng nào thì mình có thể chuyển về định dạng đó. Và loa này có thể chơi được một lúc là hai kênh A và B, nhưng tôi khuyến cáo các bạn là lên chơi vào những đôi loa có trở kháng cao để người ta không làm tăng áp lực lên cái chiếc âm ly này, và mình có thể đánh như thế, đánh chơi theo định dạng BY được, tức là mình chọn theo màu dây thì mình có thể kết hợp được. Và bên này là menu thì các bạn có thể là chỉnh theo các cái âm sắc, là mình có thể là chỉnh theo dải chung hay dải tép mà mình theo cái cảm nhận của mình mà mình thấy ưng cái tai mình là được. Và với công suất danh định lên tới 200W cho một kênh thì tôi nghĩ đây là một chiếc âm ly lớn nhất của hãng mà cũng đã cho được nhiều cái màu sắc âm thanh. Nhưng cái quan trọng là khi nghe là nó tạo được cái độ tĩnh nền của chiếc âm ly này, thì tôi rất là thích cái dòng loa Anh này, tức là nghe nó nhẹ nhàng, sâu lắng mà nó man mát, thì nó không có một cái gì đó nó quá áp lực lên cái đôi tai của người nghe. Còn tại phòng setup của Thiên Hà hôm nay thì tôi sẽ chơi theo định dạng thế này, chơi bằng theo hai định dạng. Một là tôi bắt Bluetooth qua định dạng nhạc số, hai là tôi sẽ kết nối với một đầu CD để các bạn có một cái sự trải nghiệm. Và với một combo như này thì tôi nghĩ đây là một điểm sáng của người chơi audio bắt đầu bước chân vào chơi audio, nhưng mà lại có một điều kiện kinh tế nhất định để mình chơi được sở hữu ngay bộ đôi này. Còn khi các bạn nghe mà thấy nó vẫn chưa được thỏa mãn về cái phần trầm thì các bạn hãy đến Thiên Hà audio chúng tôi. Đây là một chúng tôi có những cái dòng súp reo, đó là khi tương thích thì các bạn muốn xuống dải tần đến 25 Hz đổ lên thì
Supel cũng có thể làm tốt nhiệm vụ đó. Còn bây giờ thì chúng ta hãy thả mình trải nghiệm cùng bộ đôi này. Xin mời các bạn. You can't make up your mind. Is this meant to be? You're asking me, but only love can say. Try again and walk away. But I believe for you and me, the sun will shine one day. So I'll just play my chợt lẻ loi thẫn thờ, biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói, mà sao núi phải mòn, anh đâu phải là chiều nay anh chẳng đến dù sao.
Vâng, với bộ đôi cấu hình này thì với các bạn khi để cạnh TV ở nhà cũng như là mình có thể kết hợp được nhiều định dạng chơi, kết nối từ TV xuống qua con CD, con âm ly này và lấy đường DAC của này ra để mình có thể kết nối được cả hệ thống chơi. Thì đây các bạn nhìn xem, đối với tôi thì tôi thấy đôi loa này rất tuyệt, đẹp. Nó có một cái nét đẹp, sang trọng. Và cái thứ hai là được thiết kế tại Anh, đâm là nhìn cái gì của nó trông nó cũng rất là gọi là tinh tế và nó có sự nhẹ nhàng. Nhưng mà ngược lại thì khi nghe sất âm sắc thì tôi lại rất thích cái dòng này vì nó cho mình cái màu âm rất là ấm. Còn các bạn nghe thì thấy cảm nhận thế nào? Các bạn hãy đến Thiên Áo được chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc, và có một buổi trải nghiệm. Nhưng mà đây là một combo duy nhất nên các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số hotline để được sở hữu bộ đôi sản phẩm này. Chúng tôi sẽ có những chương trình tiếp theo để gửi tới các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.